Lên xuống luôn để ổng em nha. Hello mọi người, đã quay trở lại video đi rừng tiếp theo của em Út Nguyễn nha. Anh em sáng nay tiếp tục chuyến đi rừng nha mọi người. Đây lên gặp liền một siêu phẩm cho mọi trâu, hàng trái luôn nha mọi người. Coi đây chỉ môi rẻ thôi chứ nó bự lắm không cũng đánh được. Đồ kia nó ngậm cái dòi đẹp mày. Đấy, nó nhì cái dòi nó ôm vô luôn. Ừ, quá nghệ thuật. Đây này, này nhì nuốt vô luôn. Nó nuốt cái dòi luôn này. Quá nghệ thuật. Là chỗ đây thì em để ý được cái rễ có ôm cục đá chỗ đây mọi người. Ông Nguyễn này nó môi rễ chỗ đây. Đó lắm đây mọi người, lên nó lên mầm này nha. Đó, rễ cho mồi nó rất là dễ lên mầm rồi mọi người. Đây, nó lên mầm cái thân tầm khoảng tí cái luôn này. Cứ nó chạy rễ ra tới đâu rồi lên mầm tới đó mọi người. Nó bắt đầu đồng ý là nó phải có ánh sáng nha. Ánh sáng nó lộ lên thời gian là nó mới lên mầm được rồi, còn ở trong tấu nó khó lên mầm nữa. Lên lúc đó, quá nghệ thuật rồi. Mà trái anh cho mọi người coi nha. Coi là trái rất chi là nhiều mọi người. Đây, mấy cái rôm cái trái thấp thấp ở dưới thấp thấp đây, trái non. Trái non thấy chưa? Trái on, trái on. Đó, chùm trái non đó mọi người. Đầu tiên chỉ đó. Còn trái già, trái bự nó lúc lên cao mọi người. Cái này nó cao tầm 4-5 mét đó. Biết rôm lên táo không nữa. Đây là chỗ đây trái non nữa nè. Bà là một trái non đấy. Lú lú rồi thấy không? Bây giờ em xin que cái chỗ đây mọi người. Chỗ đây có mấy cành thấp nè. Cái nhân rình nè. Trời mưa rất là trơn mọi người. Đây, quay mấy cái trái chín cho mọi người coi này. Đó, chùm trái chín đó. Ý tiếng chưa? Trên nó có chùm trái non nữa này. Tàn nó cao quá. Còn là trái cực kỳ nhiều mọi người. Nhưng mà nó nằm phao lúc lên cao. Rất là nhiều lốp trái luôn. Ui, khó lên nét hết được mọi người. Rồi, lấy tính như là được rồi mọi người. Giờ xuống dứt nha. Thôi nha mọi người, khai thác được hai chân rễ nha. Một nhân một rễ này. Em một rễ. Rễ em thì rớt cục đá mất rồi. Kéo ra nó dinh mất mọi người. Bỏ luôn. Đây, chân rễ Út Nguyễn đây. Mã một nha mọi người. Con này hoành của nó thì tầm... đâu ra chơi keo hay mày nhỏ hơn chơi keo nha mọi người, hoành nhỏ hơn chơi keo, chiều cao của nó tầm khoảng cỡ 80. Còn lách nghệ thuật nha, nó gồm ba chân rễ đi xuống mọi người, nó chia ra ba chân rễ đi xuống. Còn lách ngồi cao cao một chút nữa nha, lói hết cả này. Đó, còn lách nghệ thuật nha mọi người, quay vòng vòng em. Quá là nghệ thuật phơi luôn. Rồi mã số 1 em xin báo giá là 200 bao ship nha. 200. Quá nghệ thuật phôi luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo qua mẹ em. Tiếp theo em lên mẹ 2 nha mọi người. Chân rễ đây của em nha, nó ôm đá nhưng mà nó rớt dừng ra. Đấy, còn cái thẹo nó ngậm đá. Bây giờ vòng đi em. Cục đá nó rất là nặng luôn mọi người, tầm 4-5 kg, nó mang không nổi, nó tuột nó rớt ra. Đó, coi lách nghệ thuật nha. Con này hoành của nó thân trên chỗ đầu két này nó tầm có nhỏ hơn chị kêu, lớn hơn chân cái chút nha mọi người. Đó, chiều cao của nó thì tầm khoảng cỡ 50. Nó gồm mà hai chân rễ lớn đi xuống nha. Và mấy cái rễ nhỏ nữa. Quay vòng vòng em. Vô mũi nó bu không, chết mất. Rồi để mày cá được rồi nha. Rồi mẹ số 2 nha, chân rễ cho mọi trâu luôn nha, hàng trái luôn nha mọi người. Một mì hết nha, hai coi đây một mì. Em xin báo giá là 150 bao ship nha, 150. Rồi, xuống mẹ luôn em. Tiếp theo mã số 3 nha mọi người, một cây chồi mồi trâu luôn nha. Coi đây thì chưa phân biệt được bông hay trái mọi người, do cái nó trong này trong rập nó tàn, nó bị phú, nó bị khô, nó bó chi hết rồi mọi người.
còn có mấy cái tược nhỏ nhỏ nó mới lú lên nè. Nhưng mà bây giờ không biết, không thấy bông mà cũng thấy trái luôn. Bây giờ rừng nó điêu rất là nhiều luôn này, phủ hết rồi, mấy cành to rồi nó bó hết, mới lú lú mấy cành chút chút rồi. Mà chỗ đây cũng có cái cành nhỏ nó thòng xuống này, nhưng mà trong nó rộp không thấy gì hết luôn nha. Giờ là bây giờ em sẽ cứ báo giá bông nha mọi người, coi ra nó đẹp, nó có nu đó, cái đó mọi người về ghép, nếu nó không ra trái thì ghép đó, nu cục mà u biếu, nó hai thân nha mọi người, thằng nhỏ đó thì chắc thiến thấp, lấy một thằng lớn rồi thôi, chỉ đời nó đi xe mà nhìn nó đơ lắm đó. Rồi út nghiệp cũng đang chuẩn bị mọi người, mọi thứ chuẩn bị trước mọi người, coi đây cắt luôn tầm ngang vị trí đây nha, tầm khoảng cỡ 70-80. Trước em bên đi đối với mọi người đi từ sáng tới xế mà không có coi nào moi được hai rễ hết coi rồi. Đi hết ra coi trái rồi mà bây giờ thấy cái bông được được ở chân luôn. Rồi dứt em siêu phẩm đã đưa ra khỏi rừng rồi nha mọi người, đưa lên cái hòn đá này, tảng đá lớn rồi. Rồi đây nó trống với ở trong kia nó tấu không thấy ngõ mọi người, vẫn đang tề lại mấy cái đầu rễ, coi này rễ rất là nhiều luôn mọi người, kiếm coi luôn nha, trải đều tứ diện, có u có biếu luôn, mấy người ép bò kệ nó để nó ra nó đẹp đều đẹp, à mà đều 24 giờ nha, dày hết, cái đây sổ đất hết mà, đây nó đem đi nó còn rớt, cái này nó nặng lắm, cái đây nó lùng nó một cục để gạt à mọi người, đây nó có lúa nha. Bên hông nó có tí lúa nghiêng đoạn đây thôi nha mọi người, nghiêng đoạn cục rồi thôi chứ nó không có que cái coi chú nha. Đó, đoạn này lúa sơ, nó bao thẹo hết rồi mọi người, bích thẹo hết rồi, ít ẹo, ít ẹo, coi quá nghệ thuật luôn mọi người, coi nào mà như gặp quả trái đó là y bài luôn, đây nó ra bông mất, không bông, à không bông luôn chứ quên, không thấy bông, thấy trái luôn. Thấy y hệt ỏi, quá nghệ thuật phôi. Ra bông nhờ, ra trái không nhờ ấy. Kìa, rồi chỗ đây có cái trái này. Coi đời không có ấy. Mày dùm dòng ai ai à. Những thứ nghệ thuật phôi mà nha. Chậm chậm nha mày nha. Đó, những cái cú cút nó đẹp gật à mọi người. Nặng nha, Út Nguyễn giác công rong. Mấy voi này à? Cũ địch gật luôn. Cái mới rồi, để nó cút địch gật luôn mọi người. Quá dữ nha. Hả? Địch gật như con cật ấy, đấy. Quá là nghề thuốc phôi luôn. À, quay ứng nấu rồi. Đấy á. Ê. Đó mọi người, cốt quá đẹp nha. Cốt này mày dết coi trái nữa là y bài luôn. Đó, rồi ngưng này. Một cốt hai thân mọi người. Lách ngắt nha mọi người, quá nghệ thuật nha. Đo hoành thử em. Dữ hoành bự ở dưới. Đó ôm hết luôn đó. 1 2 3 bao nhiêu? Mét ư ấy. Chú găng là mét ư rồi. Mày điên ấy. Mấy găng mét ư ấy. Mấy bí này mét ư rồi. Xéo. Xéo găng là gà. Mét hai đâu mét xéo. Mét hai một. Xéo găng rồi mét xéo. Xéo găng là gà mét ư ấy. Mét hai. Xéo găng hoành mét hai bạn ơi. Hoành tống. Tống của bể cục với mét hai nha. Đo hoành là cái. Một. Hai. Ba. 4 nên không biết bao nhiêu hết. 7 5 gan là không biết xíu rồi. 5 gan là không biết xíu. 5 gan là biết bấy. Đo cái bành cái thằng chú hả? Em lấy ai á? 40. Đó, bành thằng chú ghi eo 40 mọi người. Dưới đây là ghi cọc là 1m2 này. Cao cao 1 mét. À 1 mét. Nó đâu nó 5 gan là 1m4 1 mét xíu.
Lấy ai à. Ôi giời, lấy ai à. Siêu phẩm, đẹp gật. Quá là nghệ thuật nha. Nhân đoạn đây là không bọng bế hết nha mọi người. Có cái khúc này nó có cái lỗ hóc bên hông. Liền, đang liền. Quá nghệ thuật. Quá nghệ thuật phôi mọi người. Rồi mẻ số 3 nha. Cho mời trâu nha, em báo giá hàng bông nha. 700 em báo phí ship nha mọi người. 700, mọi người lấy về ghép cho siêu tập đó. Cúc quá quá đẹp nha. Con này thì không có thấy trái cũng thấy bông mọi người, chứ không phải là thấy bông đâu nha. Giờ em cứ em báo giá bông. Rồi cô chú anh chị này yêu thích thì alo luôn nha. Hôm nay ba mẻ mọi người, hôm nay đói di răng luôn. Coi đây mà nếu mà hồi sớm gặp có ha đào được mấy cái trái rồi, coi đây chắc còn không đào mọi người. Đói quá phải đi kiếm bội. Đó. Cô chú anh chị nếu thích thì alo luôn nha. Em mà kết thúc video tại đây luôn. Tết lập. Giờ đưa cụ xuống núi. Ngủ núi. Ghê.